Và các bạn tin nhanh 24/7, Kawasaki bí mật phát triển mô tô 1000 phân khối mới nằm trong phân khúc Sport Touring. Chiếc xe mới thừa hưởng tất cả những công nghệ vượt bậc từ dòng xe tiền nhiệm. Tuy nhiên, vấn đề chủ yếu vẫn là tiêu chuẩn Euro 4 đang là rào cản về công suất cũng như sức mạnh của những chiếc xe về sau. Từ bản thiết kế, ta có thể nhận thấy phần đầu xe được thiết kế hoàn toàn mới, thừa hưởng những nét góc cạnh thể thao từ đèn Anh ZX-10R 2008. Xe có thể được trang bị thêm cả đèn Pilux. Ngoài ra, phần đầu xe cũng được vuốt thẳng hơn nhằm tăng hiệu suất cản gió. Hệ thống gương thừa hưởng từ ZX-10R 2015. Hệ thống cánh gió lấy từ cảm hứng từ xe đua CB chuyên nghiệp. Thân xe cũng được dựa trên khung sườn của Z1000 2015 với dàn vỏ cách tân độc đáo dựa trên nguyên mẫu Z1000XS. Phần đuôi xe, người nhìn có liên tưởng đến chiếc H2 lừng danh. Hệ thống bánh xe và hệ thống phanh được thừa hưởng từ Z1000 2012. Hệ thống vượt trước Holin gấp sau lấy cảm hứng từ ZX10R. Trong khi đó, hệ thống ống xả không có nhiều thay đổi so với dòng Z1000 thế hệ gần đây. Với hiệu suất tiêu chuẩn Euro 4 đang được ban hành thì người hâm mộ khó có thể kỳ vọng được một công suất lên tới 140 mã lực như những dòng xe tiền nhiệm. Tuy nhiên, khả năng vận hành sẽ vượt trội hơn nhiều so với hệ thống lọc gió, kim phun, piston cũng như trục cam được thay thế hoàn toàn mới. Bên cạnh đó, hệ thống điều khiển điện tử được lập trình, ống xả sẽ được trang bị bộ xúc tác mới khiến xe vận hành êm ái và mượt mà hơn. Hiện mọi thông tin chỉ là dừng lại mức hé lộ. Kawasaki vẫn chưa tiết lộ nhưng cũng khẳng định chính xác chiếc Ninja 1000 thế hệ tiếp theo sẽ thông báo cho đến năm 2017. Có muốn gì theo dõi này, hẹn lại video kế tiếp, nhớ like, share và subscribe.